Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi Nông nghiệp 24 giờ được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC 16. Chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Quốc hội thông qua nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2030. Theo đó, cả nước sẽ giữ ổn định 3,5 triệu hectare đất lúa, giảm hơn 400.000 hectare so với hiện nay. Sản xuất vụ đông xuân 2021-2022 tại miền Bắc sẽ đối diện với nhiều khó khăn khi rét đậm rét hại năm nay có xu hướng tăng cường sớm và khả năng thiếu hụt nguồn nước. Sạt lở đất nghiêm trọng tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng khiến hai ngôi nhà bị đổ sập, nhiều khách sạn treo leo bên miệng vực. Cau có giá trị kỷ lục bỗng nhiên trở thành miếng mồi ngon của các đối tượng trộm cắp tại Đắk Lắk. Sau đây là những nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 13 tháng 11, Quốc hội khóa 15 đã bế mạc kỳ họp thứ hai. Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sau 16 ngày làm việc khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Trước đó, với tổng số 473 trên 460 số phiếu tán thành, đạt tỷ lệ trên 92%, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, nước ta sẽ giữ ổn định 3,5 triệu hectare đất trồng lúa trong 10 năm tới, giảm trên 400.000 hectare so với hiện nay. Quốc hội nhất trí với mục tiêu bố trí quỹ đất đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, bảo đảm kết nối không gian phát triển liên ngành, liên vùng, các hành lang kinh tế và các vùng động lực phát triển của quốc gia, giữ ổn định 3,5 triệu hectare đất trồng lúa, bảo đảm tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42-43%. Theo đó, quy hoạch đất trồng lúa được tính toán trên cơ sở đảm bảo nhu cầu lương thực của quốc gia trong thời kỳ quy hoạch, đồng thời bám sát kết luận của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030, phù hợp với tiềm năng đất đai từng vùng, địa phương trong phát triển đất trồng lúa. Về chuyển đổi đất trồng lúa, trên thực tế ở một số nơi, việc sử dụng đất trồng lúa để trồng các cây khác hoặc nuôi trồng thủy sản đang diễn ra và cho thấy hiệu quả kinh tế cao hơn. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nghị quyết quy định cho phép chuyển đổi linh hoạt cơ cấu cây trồng, vật nuôi tối đa 300.000 hectare đất trồng lúa, nhưng không làm thay đổi tính chất, điều kiện sử dụng đất lúa, có thể chuyển đổi trở lại trồng lúa khi cần thiết. Đồng thời, nêu rõ hạn chế việc chuyển đổi đất trồng lúa, nhất là đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp, đặc biệt là đất khu công nghiệp. Sau hơn 13 năm thực hiện nghị quyết 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ngành nông nghiệp Việt Nam đã có chuyển biến mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu to lớn, thể hiện rõ vai trò trụ đỡ của nền kinh tế. Tuy vậy, khu vực nông nghiệp, nông thôn còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế, như tăng trưởng có xu hướng chậm lại, chưa bền vững, chủ yếu dựa trên thâm dụng tài nguyên, chế biến nông sản chưa phát triển. Đây là những đánh giá nổi bật tại hội thảo định hướng chuyển đổi nền nông nghiệp Việt Nam theo hướng hiện đại, bền vững, gắn với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức chiều qua. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong hơn 10 năm qua, nông nghiệp liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao với bình quân 2,94% một năm và phát triển khá toàn diện với chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện. Nông sản Việt Nam đã tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu với nhiều mặt hàng thuộc top đầu thế giới. Bên cạnh đó, xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào mạnh mẽ, lan rộng cả nước. Thu nhập bình quân đầu người dân khu vực nông thôn tăng nhanh hơn thu nhập của cư dân thành thị, từ 12,8 triệu đồng một năm năm 2010 lên 42 triệu đồng một năm năm 2020. Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, tuy nhiên, khu vực nông nghiệp, nông thôn còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế. Cụ thể, tăng trưởng có xu hướng chậm lại, chưa bền vững, chủ yếu dựa trên thâm dụng tài nguyên, chế biến nông sản chưa phát triển, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị còn hạn chế. Ngành cơ khí nông nghiệp thì rất là hạn chế, rất thiếu các cái nhà máy mà đầu tư vào lĩnh vực mà chế tạo máy nông nghiệp. Là cái khâu mà sau thu hoạch là nó cũng đóng góp không kém phần quan trọng so với khâu sản xuất. Hai nữa là hiện nay là cái ứng dụng công nghệ trong khâu này thì nó còn tương đối yếu, mà
nó thể hiện qua cái con số nữa là cái tỷ lệ mà lương thực thực phẩm mà bị thất thoát trong cái khâu sau thu hoạch cho đến người tiêu dùng ấy là cũng 25 đến 30%. Để tìm giải pháp căn cơ hơn cho nông nghiệp nông thôn Việt Nam, việc chuyển đổi nền nông nghiệp Việt Nam theo hướng hiện đại, bền vững gắn với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đang cấp thiết đặt ra. Ngoài cái vấn đề là ứng dụng khoa học và công nghệ thì chúng ta cũng phải đồng bộ với các giải pháp, đấy là đào tạo nguồn nhân lực. Cái điều thứ hai nữa là cũng tăng cường để đào tạo nghề cho nông nghiệp nông thôn. Cái việc thứ ba là cái đầu tư kinh phí của ngân sách nhà nước cũng như các nguồn khác cho khoa học công nghệ. Và cái giải pháp mà theo chúng tôi là khả thi nhất hiện nay tức là nông dân cần phải tham gia vào các hợp tác xã và tham gia vào chuỗi. Các hợp tác xã hiện nay của chúng ta đều mới thành lập theo luật 22 nên là khả năng tài chính khá yếu và nó lại khó khăn trong việc là tiếp cận vốn. Tôi đề nghị là phải có những cái giải pháp về tài chính để cho tiếp cận nguồn vốn để cho các hợp tác xã có thể đầu tư và đầu tư có những cái cơ sở hạ tầng về sau thu hoạch, như vậy thì mới có thể là tạo được cái giá trị gia tăng, và như vậy đấy là chính là cái động cơ để thu hút các cái hộ nông dân người ta tham gia vào hợp tác xã. Trong cái bối cảnh chúng ta đang thực hiện cái phát triển khoa công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số và tận dụng cái thời cơ của cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thì cái việc mà chúng ta phát triển nền nông nghiệp Việt Nam theo kịp được với cả xu thế của thời đại, chúng ta đang nói tới một cái nền nông nghiệp sinh thái, một cái nông thôn hiện đại, nói tới nông dân văn minh, thì chúng ta phải tính toán để phát triển mạnh mẽ khoa công nghệ, chuyển đổi số, thì để coi đó là cái đột phá để chúng ta thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp Việt Nam. Tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa đang diễn tiến rất nhanh. Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra mạnh mẽ. Cách mạng công nghiệp 4.0, thiên tai, dịch bệnh, xuyên biên giới ngày càng phức tạp, đặc biệt là biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh và tác động nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống và môi trường trên toàn cầu. Tất cả đang đòi hỏi cần tổng kết sâu sắc việc thực hiện nghị quyết 26, đồng thời đề xuất ban hành nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để định hướng sự phát triển của lĩnh vực này trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu và xoay quanh ba trụ cột: nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh theo nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý về thị trường nông sản. Thưa quý vị, mặc dù giá thức ăn và các loại thuốc thú y thủy sản phục vụ cho nghề nuôi tôm vẫn ở mức cao, nhưng giá tôm nguyên liệu phục hồi những ngày vừa qua đã phần nào giải tỏa áp lực rủi ro đối với các hộ chăn nuôi. Sau thời gian tạm ngưng thả giống vì giá tôm nguyên liệu giảm mạnh cùng với những khó khăn do ảnh hưởng bất lợi của dịch COVID-19, người nuôi tôm tại đồng bằng sông Cửu Long đã bắt đầu cải tạo ao nuôi, thả con giống trở lại. Tại Bạc Liêu, giá mua tại ao đối với tôm thẻ cỡ 100 con 1kg là 90.000 đồng 1kg, tôm thẻ từ 60 đến 40 con, từ 40 đến 60 con 1kg, từ 120 đến 140.000 đồng 1kg, loại 30 con 1kg giá 160.000 đồng 1kg. Theo nhận định của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bạc Liêu, thông thường những tháng cuối năm giá tôm nguyên liệu cao hơn so với những tháng khác nhau trong năm. Vì vậy, ở thời điểm này, người nuôi tôm ai cũng đặt kỳ vọng lớn vào vụ tôm nuôi cuối năm. Tại nhiều địa phương, 100% diện tích nuôi tôm đều đã được thả giống. Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu cho rằng, bên cạnh chi phí đầu tư tăng, thì những bất lợi về thời tiết như nắng nóng, mưa bão nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt đến quá trình phát triển của tôm nuôi. Cụ thể, tôm thường bị thiệt hại giai đoạn 20 đến 75 ngày tuổi. Nguyên nhân chủ yếu là do bệnh đốm trắng, đầu vàng, vi bào tử. Để phòng bệnh cho tôm, người nuôi không nên lạm dụng các chất kháng sinh trong quá trình chăn nuôi nhằm hạn chế khả năng kháng thuốc, gây khó khăn trong việc điều trị bệnh nếu có. Thưa quý vị, mặt bằng giá phân bón đang cao kỷ lục lại đối diện nguy cơ tăng giá. Và nguyên do là bởi giá phân bón nhập khẩu về nước ta trong tháng 10 vừa qua đã lên tới là 393 đô la Mỹ một tấn, tăng 1,5 lần so với tháng 10 năm 2020 và cũng là mức cao nhất trong 2 năm qua. Bên cạnh yếu tố nguyên liệu đầu vào, cước vận chuyển thì động thái siết chặt xuất khẩu của Trung Quốc cũng góp phần khiến giá phân bón tăng mạnh. Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 10, nhập khẩu phân bón đạt 376.000 tấn, tương đương 148 triệu đô la Mỹ, tăng 45% về lượng, tăng 68,5% về giá trị so với tháng 9. Lũy kế 10 tháng đầu năm, nhập khẩu phân bón đạt 3,8 triệu tấn, tương đương 1,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 20% về lượng và 47% so với cùng kỳ năm 2020.
Đáng chú ý, nhập khẩu phân bón từ Trung Quốc đạt 1,6 triệu tấn, tương đương 490 triệu đô la Mỹ, tăng 30% về lượng, tăng 65% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 45% sản lượng phân bón nhập khẩu của Việt Nam. Cụ thể, giá phân bón nhập khẩu trong tháng 10 đạt 393 đô la Mỹ một tấn, tăng 50% so với tháng 1 và tăng 1,5 lần so với tháng 10 năm 2020. Tính chung 10 tháng, giá phân bón nhập khẩu đạt 301 đô la Mỹ một tấn, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2020. Thưa quý vị, Bắc Giang đang trong đợt cao điểm thu hoạch cây có múi tại huyện Lục Ngạn, thủ phủ trái cây miền Bắc. Nhiều hộ làm vườn do tuân thủ chặt chẽ quy trình sản xuất an toàn, đưa công nghệ cao vào chăm sóc vườn nên năng suất, sản lượng và chất lượng trái khá cao. Gần một tháng nữa, vườn cam Lòng Vàng của gia đình ông Hòa sẽ bắt đầu cho thu hoạch, dự kiến sẽ có gần 100 tấn quả. Còn đây là diện tích cam ngọt, ông Hòa đã chủ động không cho đậu quả để dưỡng cây, chuẩn bị cho vụ mùa năm sau. Nhờ luân phiên cho đậu quả theo năm mà sản lượng cam nhà ông luôn ổn định và đạt chất lượng tốt. Nhiều năm nay thì thực ra là dòng cái cam này tôi thì hay dùng về thiên về coi như là dòng hữu cơ nhiều. Hữu cơ rồi cả thuốc tưới vi sinh. Dùng cái vi sinh ấy thì quả nó thơm ngon hơn mà cây nó bền hơn, nó không hay hỏng cây. Mà chất lượng quả thì nó thơm ngon, khách hàng người ta mua nó được giá hơn. Không chỉ có ông Hòa mà nhiều hộ làm vườn trên địa bàn huyện Lục Ngạn đã lựa chọn việc sản xuất cây ăn quả theo hướng Việt ghép, chăm sóc theo hướng hữu cơ. Việc sản xuất theo các quy trình tiêu chuẩn này khó khăn hơn, thậm chí tốn kém hơn so với những cách chăm sóc thông thường. Thế nhưng để cây phát triển bền vững, nhiều hộ làm vườn ở Lục Ngạn vẫn kiên trì với những quy trình khắt khe. Nhờ đó mà năng suất luôn ổn định, gần như không có mất mùa và quan trọng, chất lượng quả ngày càng nâng cao. Mình phải hướng tới cái hữu cơ, nó làm cho bộ rễ khỏe, nó phân hóa tốt. Nó làm cho tất cả những cái ngộ độc trong đất này nó tiêu tan hết. Mà nhìn chung là cái bộ rễ nó khỏe lắm. Đấy, mình có thể là mình siết nước, mình làm cái việc gì nó cũng rất là dễ mà nó đậu quả được. Chỗ các hợp tác xã của chúng tôi ở trong Thanh Hải thì cũng đã thường xuyên trao đổi và cũng phổ biến các cái tinh thần đối với lại bà con làm vườn trong hợp tác xã là sẽ tích cực chăm sóc và thực hiện các cái biện pháp kỹ thuật làm sao đó càng phải đảm bảo tốt các cái sản phẩm. Toàn huyện Lục Ngạn có khoảng 6.700 ha cây có múi, sản lượng trong vụ này ước đạt khoảng 38.000 tấn cam, gần 15.000 tấn bưởi và gần 7.000 tấn quả có múi khác. Không chỉ chú trọng quá trình sản xuất an toàn, huyện Lục Ngạn còn hướng đến việc tăng cường truy xuất nguồn gốc. Sử dụng cái sản phẩm mà được truy xuất nguồn gốc này cũng là đảm bảo về cái tính an toàn, hai nữa là cái năng suất cái sản phẩm của chúng tôi đây xây dựng này là nó cũng là tăng cái giá trị của cái sản phẩm của mình lên. Sản xuất theo quy trình an toàn, từng bước thay đổi tư duy, tổ chức lại sản xuất, xây dựng hình ảnh nhận diện gắn với truy xuất nguồn gốc. Người làm vườn ở Lục Ngạn đã dần tiếp cận với sự thay đổi trong sản xuất liên kết. Chính sự thay đổi ấy đã khiến cho giá trị thương hiệu nông sản của Bắc Giang ngày càng được khẳng định và lan tỏa. Thưa quý vị, thời gian qua sản xuất ngô sinh khối có liên kết ở Nghệ An đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân, đồng thời góp phần đảm bảo nhu cầu nguồn thức ăn thô xanh phục vụ chăn nuôi đại gia súc. Thời gian gần đây, địa phương đang đẩy mạnh liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp để mở rộng diện tích và nâng cao giá trị sản phẩm ngô sinh khối. Gia đình anh Thắng ở xã Xuân Lam, huyện Hưng Nguyên có 30 ha đất bãi đều trồng ngô sinh khối. Nhờ có hợp đồng liên kết với công ty TH Chu Mill nên mỗi vụ anh thu về hơn 300 triệu đồng. Tính chi phí vì lợi nhuận thì nó mình làm nó khỏe hơn là cái ngô lấy hạt. Vì là cái đầu ra bao tiêu là rất là tốt. So với sản xuất ngô lấy hạt thì sản xuất ngô sinh khối có thời gian quay vòng nhanh, mỗi vụ rút ngắn khoảng 30 ngày. Theo tính toán, mỗi hecta cho lãi từ 20 đến 22 triệu đồng một vụ. Sản xuất được thì theo chuỗi thì nó còn tốt hơn. Vì người dân cũng không phải là trăn trở về cái vấn đề là cái đầu ra. Nhưng về ở đấy thì cái chỗ mà khí là làm đại trà thế. Giá cả của thị trường nó cũng bấp bênh. Hai nữa là cái đầu tư sản xuất là có những cái khó khăn là cái đầu vào thì cao mà đầu ra thì thấp. Các mô hình liên kết trồng ngô sinh khối ở Nghệ An phát triển mạnh kể từ vụ đông năm 2020. Các hợp tác xã trên địa bàn đã liên kết với các công ty TH Chu Mill, Vinamilk trồng hơn 5.000 ha ngô sinh khối trong vụ đông.
định hướng của huyện thì bây giờ sản xuất nông nghiệp thì chúng ta cũng cần tập trung vào cái hiệu quả, do đó thì cái hướng ngô sinh khối này phục vụ cho cái thức ăn chăn nuôi là cùng huyện cũng đang tập trung để chỉ đạo. Nghệ An hiện có hơn 20.000 hecta chuyên sản xuất ngô hàng năm. Đây là điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển chuỗi liên kết ngô sinh khối. Tuy nhiên, ở một số địa phương, do sản xuất còn nhỏ lẻ, khó tìm đầu ra, nên việc phát triển ngô sinh khối còn hạn chế. Bạn đi các cái thương lái đến ép bạn ngô cây cho bò ăn ấy, họ ép giá một sao được khoảng mấy trăm đó đi, bạn đi không đủ phân. Nếu mà liên kết tốt thì nông dân người ta vẫn làm. Để thúc đẩy chuỗi liên kết ngô sinh khối vụ đông năm 2021, tỉnh Nghệ An đã triển khai hỗ trợ 1 triệu đồng trên 1 hecta giá giống cho bà con. Thưa quý vị, khái niệm thương hiệu không chỉ gắn với sản phẩm mà có thể gắn với bất kỳ chủ thể nào. Cũng giống như là thương hiệu hàng hóa, thương hiệu cá nhân hay còn được gọi là nhân hiệu đang ngày càng được nói đến, nhất là trong kỷ nguyên số hiện nay. Xây dựng nhân hiệu không chỉ đơn thuần là gây dựng một hình ảnh cá nhân ra bên ngoài, mà nó còn là sự tự nhận thức về các điểm mạnh, điểm yếu, kỹ năng hay là cảm xúc, cũng như là cách sử dụng các yếu tố đó để tạo nên sự khác biệt cho bản thân và định hướng cho các quyết định của cá nhân đó. Đối với chương trình xây dựng và phát triển các sản phẩm OCOP của thành phố Hà Nội nói riêng và các địa phương trên cả nước nói chung, việc xây dựng nhân hiệu cho các chủ thể OCOP đang cấp thiết được đặt ra lúc này. Tham gia vào quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Hà Nội đã tổ chức rất nhiều các chương trình hỗ trợ xúc tiến thương mại và đặc biệt là đào tạo kỹ năng cho các chủ thể, chính là những người đứng đầu các đơn vị sản xuất, các hợp tác xã hay chính những người nông dân, người chủ doanh nghiệp thay đổi tư duy sản xuất và kinh doanh, bắt kịp xu thế phát triển của kỷ nguyên số. Chúng tôi cũng nhìn ra được cái vấn đề đang nói, thực sự là cái chủ thể, cái OCOP của Hà Nội thì lại chủ yếu là các doanh nghiệp thì nhỏ và siêu nhỏ thôi, hợp tác xã và cái hộ đăng ký sản xuất kinh doanh. Cho nên cái việc tiếp cận với cái công nghệ cũng như là vấn đề cái chuyển đổi số, kinh doanh số còn khó khăn. Đồng hành cùng Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Hà Nội, Viện Nghiên cứu và Chuyển đổi số ASEAN xác định việc xây dựng nhân hiệu cho các chủ thể OCOP góp phần quan trọng, tạo sự thành công trong quá trình xây dựng và phát triển các sản phẩm OCOP của thủ đô. Ở khu vực ngành nghề nào mà có ngôi sao thì khu vực ngành nghề đấy sẽ phát triển. Ví dụ trong lĩnh vực giải trí, nếu có nhiều ngôi sao thì lĩnh vực giải trí sẽ phát triển. Lĩnh vực bóng đá có nhiều ngôi sao thì lĩnh vực bóng đá sẽ phát triển. Và trong lĩnh vực OCOP này phải có các ngôi sao, đó là những doanh nhân OCOP, những người truyền cảm hứng. Mà những doanh nhân này là phải đi lên từ những nông dân trở thành những công dân số, những nông dân số sau đó thành doanh nhân số OCOP. Và đấy chính là những câu chuyện thành công sẽ truyền cảm hứng tới hàng triệu người nông dân Việt Nam. Họ mơ ước và họ khát vọng phấn đấu, tập luyện, rèn luyện để trở thành những doanh nhân có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực OCOP này. Với sự phát triển của Internet và khoa học công nghệ hiện nay, mạng xã hội trở thành một công cụ có sức mạnh và sức ảnh hưởng đáng kinh ngạc khi xây dựng thương hiệu cá nhân. Chỉ bằng một chiếc điện thoại thông minh, qua các nền tảng như Facebook, Zalo, YouTube, người dùng có thể kết nối, liên lạc, giới thiệu và lan tỏa tới đông đảo người tiêu dùng câu chuyện về sản phẩm của mình. Từ đó, mở rộng tệp khách hàng một cách hữu hiệu thông qua việc xây dựng hình ảnh cá nhân mang màu sắc độc đáo và thu hút. Khi đó, các chủ thể OCOP trong vai trò những người đứng đầu chính là người đại diện cho doanh nghiệp và sản phẩm. Xác định là người chủ của cái doanh nghiệp đấy, của hợp tác xã đấy, và chủ thể đấy phải là người năng động. Thì thực sự đã nói ra chúng tôi cũng đã tổ chức những cái chương trình tập huấn cho các chủ thể OCOP để từ đấy về kỹ năng, về vấn đề việc xây dựng phương án kinh doanh, tìm thị trường ra sao và kỹ năng là xây dựng là cái nhân hiệu, về nhãn hiệu sản phẩm ra sao và nâng cao chất lượng sản phẩm nào, và đặc biệt là cái câu chuyện sản phẩm. Triển khai từ tháng 5 năm 2021, qua hơn 6 tháng hoạt động, trên 1.000 học viên là các chủ thể OCOP, các đơn vị sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm, đặc sản an toàn của Hà Nội và 13 tỉnh thành khác trên khắp cả nước đã được đào tạo qua các lớp đào tạo kỹ năng livestream, bán hàng online. Từ những nông dân, nhiều chủ thể dù mới sử dụng qua smartphone, nay cũng đã dần định vị được thương hiệu bản thân, khẳng định nhân hiệu khi tự tin bán hàng trên các nền tảng số. Từ đó góp phần gia tăng doanh số, mở rộng thị phần kinh doanh, đặc biệt là vẫn đảm bảo duy trì sản xuất trong bối cảnh đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất và tiêu dùng khi đại dịch COVID-19 bùng phát, gây tác động mạnh tới toàn thể nền kinh tế.
thưa quý vị, với dự báo từ cơ quan khí tượng thủy văn, xu hướng gia tăng cường độ rét trong các tháng chính đông, rét đậm, rét hại trong mùa đông năm nay có thể xảy ra sớm. Cùng với đó, có thể sẽ diễn ra tình trạng thiếu hụt nguồn nước, đặc biệt nguồn nước tại các hồ chứa lớn trên thượng lưu, lưu vực sông Hồng, tiếp tục xảy ra từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022. Do vậy, việc sản xuất vụ đông xuân 2021-2022 tại miền Bắc sẽ đối diện với nhiều khó khăn và thách thức. Bộ Nông nghiệp yêu cầu các địa phương phải theo dõi sát tình hình thời tiết để linh hoạt chỉ đạo việc xuống giống và chăm sóc các loại cây trồng trong vụ tới. Đây cũng là chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp nổi bật trong tuần vừa qua. Báo cáo của Cục Trồng Trọt cho biết, từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022, khả năng nguồn nước đến các hồ chứa lớn và trên các lưu vực sông khu vực Bắc Bộ tiếp tục thiếu hụt từ 30 đến 50%, đặc biệt thiếu hụt tại vùng hạ lưu sông Lô và sông Hồng từ 60 đến 70%. Mực nước thấp nhất lịch sử có khả năng xuất hiện tại hạ lưu sông Lô và hạ lưu sông Hồng. Do vậy, các tỉnh thành phía Bắc phải hết sức lưu ý tới lượng mưa cục bộ tại địa phương mình để có phương án xuống giống lúa phù hợp trong thời gian trước và sau Tết Nguyên đán năm 2022. Bàn thứ nhất là đầu tiên là thống nhất cái lịch lấy nước. Thứ hai là bàn cái giải pháp để làm thế nào là trong cái điều kiện mà khó khăn như vậy chúng ta phải đảm bảo đủ nước. Và các nhất theo tôi là rất quan trọng. Cũng đề nghị ở đây là có các đồng chí là kể cả lãnh đạo sở các đơn vị liên quan trong vùng là về tiếp tục là chỉ đạo các khối của mình để làm thế nào là chúng ta thống nhất quán triệt kế hoạch để mà thực hiện đảm bảo đủ nước cho cái gieo cấy vụ đông xuân. Rất có thể sẽ xảy ra những cái hiện tượng ví dụ như ngộ độc kết hợp với thời tiết lạnh nữa thì sẽ dẫn đến những cái hiện tượng ngộ độc hữu cơ kẻ dễ, thì chúng ta cần phải có những cái giải pháp, ví dụ như chúng ta cần phải làm đất kỹ, làm đất sớm hơn nếu có thể, thì đấy là những cái mang tính chất đặc thù của vụ đông xuân năm 2021. Ngoài những cái lưu ý chung, cái khó khăn chung thì chúng ta cần phải lưu ý một số cái nội dung như vậy. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo các địa phương cần tập trung sản xuất trà xuân muộn là chủ lực, tăng diện tích lúa chất lượng, giống chống chịu tốt với sâu bệnh và điều kiện bất thuận, khuyến khích sử dụng các giống lúa ngắn ngày, chỉ bố trí giống lúa dài ngày trên các chân đất đặc thù có chủ động được nguồn nước. Tiếp tục theo dõi tình hình, sát tình hình, đặc biệt là bên thời tiết cùng với tổng thủy lợi nguồn nước để chúng ta có cái điều chỉnh cả kế hoạch về cơ cấu về thời vụ vân vân. Năm nay nó có mấy nguy hiểm, tức là nếu mà rét rồi mà ta gieo thẳng gặp một cái đợt rét đậm là lại phải rắc gieo lại, rồi lại vấn đề thuốc trừ cỏ, vấn đề này vấn đề mực khống chế nước vân vân, thì chúng ta hoàn toàn chủ động cấy mặn non ít rảnh, cấy nông đúng như thế. Và tôi đề nghị là đã năm nay mặn nền dày thì tất cả đều biện pháp phủ ly lông chống rét cho mặn. Vụ đông xuân năm 2021-2022 toàn miền Bắc dự kiến gieo cấy 1 triệu hecta, giảm khoảng 6.000 hecta so với vụ lúa đông xuân trước, phấn đấu đạt sản lượng khoảng 6,9 triệu tấn, giảm khoảng 18.000 tấn so với cùng kỳ. Trong phần tiếp theo của chương trình, Hà Nội tiếp tục trở thành điểm nóng COVID-19 khi Ủy ban Nhân dân phường Yên Nghĩa ở Hà Đông phải tạm thời phong tỏa trụ sở, còn phường Phú Đô trở thành khu vực cấp 4, màu đỏ, có nguy cơ rất cao. Tổng sản lượng ngũ cốc của Trung Quốc trong năm nay có thể đạt kỷ lục mới, đánh dấu mức tăng cao liên tiếp trong 7 năm. Thưa quý vị, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng vừa xảy ra tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng khiến hai ngôi nhà bị đổ sập, nhiều khách sạn treo leo bên miệng vực. Vì đoạn đường này tiếp nối với đèo Mimosa nên cơ quan chức năng phải tạm thời cấm xe tải lưu thông trên đèo này. Chiều qua ngày 12 tháng 11 phát hiện có hiện tượng sạt lở đất xảy ra ở phía ta luy âm, ngay dưới chân một số công trình nhà ở, khách sạn. Người dân địa phương đã cấp báo với chính quyền. Ngay sau đó xảy ra tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực kéo dài khoảng 50 mét phía sau nhà dân và các khách sạn. Hàng ngàn khối đất đá bị sạt trượt kéo theo hai ngôi nhà xuống thung lũng sâu hơn 10 mét. Nhiều nhà dân và khách sạn cao tầng bị lộ móng, nứt tường, chơi với bên miệng vực. Vụ sạt lở đất đã ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 7 căn nhà trong khu vực, trong đó có 3 khách sạn. Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở đất, phường 10 thành phố Đà Lạt đã huy động lực lượng công an, dân quân đến hỗ trợ 7 gia đình di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. Theo nhận định ban đầu, mấy ngày qua liên tục có mưa khiến nền đất bị suy yếu dẫn đến sạt lở.
Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng kết cấu địa chất yếu, dốc lớn nhưng lại chịu lực lớn từ hàng loạt nhà khách sạn cao tầng bên trên khiến nền đất đứt gãy dẫn tới sự cố nghiêm trọng. Vâng, thưa quý vị, sáng nay, ngày 13 tháng 11 thì lực lượng chức năng thành phố Đà Lạt đã khảo sát kỹ hiện trường, đồng thời họp bàn phương án xử lý vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra ven đường Khe Xanh để đảm bảo an toàn cho khu vực. Trước mắt thì địa phương đã cắm bảng cảnh báo nguy hiểm để hạn chế xe cộ lưu thông trên con đường này. Vâng, thưa quý vị, do mưa lớn kéo dài, các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa, Kon Tum, Lâm Đồng và Gia Lai đang có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất rất cao. Tại tỉnh Quảng Ngãi, những ngày qua mưa lớn cũng đã khiến nhiều khu vực bị ngập lụt. Nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản trong mùa mưa lũ, nhiều người dân đã sáng chế ra chiếc bè nổi chống lũ để sống chung an toàn với mưa lũ. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên Nông nghiệp 24 giờ. Hai chiếc bè nổi của gia đình ông Lê Xuân Hòa được thiết kế nhẹ, bên trên là khung gỗ hoặc sắt, mái tôn, vách lưới B40, bên dưới là thùng phi nhựa để làm nổi. Khi nước dâng tới đâu, bè sẽ nổi tới đó. Bè nổi dùng để làm nơi ở cho gia súc, gia cầm hoặc chứa các vật dụng trong gia đình. Hàng năm là trước phải chuẩn bị cái bè này, gọi là bè nổi này. Thế đồ đạc là trong nhà là bao nhiêu là mình đưa hết đây. Nhiều hộ dân ở xã Hành Tín Đông cũng học hỏi sáng kiến của ông Hòa. Gia đình ông Năm cũng là một chiếc bè nổi diện tích 18m² để chống lũ cho đàn gia súc. Theo người dân, ngoài việc làm nơi cư trú cho gia súc, gia cầm thì đây cũng là nơi ở an toàn cho người dân. Đây là vừa rồi năm ngoái á, là lục bão quá là tôi có đưa lên 3 con bò, 8 con heo và 4 chiếc xe nổ, 13 bó bột để cho súc vật ăn đó. Và nếu như có nước mà nhà tôi sẽ có gót, nếu không có gót tôi leo lên bè cũng vẫn an toàn luôn. Nhận thấy hiệu quả của bè tránh lũ, chính quyền xã Hành Tín Đông đang vận dụng người dân làm bè nổi này để tránh lũ. Cái mô hình này thì xã cũng lúc ban đầu thì chỉ có một vài người, nhưng mà đến bây giờ xã cũng vận động bà con nhân dân ở cái vùng rốn lũ thì cũng nên nhân rộng cái mô hình này ra để nó bớt cái thiệt hại tài sản của bà con nhân dân. Xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành là vùng rốn lũ của tỉnh Quảng Ngãi. Mùa mưa lũ mỗi năm, người dân nơi đây phải gánh chịu nhiều trận lũ lớn. Do đó, việc làm bè chống lũ đã góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Thưa quý vị, thời gian gần đây, giá cao tại nước ta liên tục nhảy múa do thị trường Trung Quốc săn lùng thu mua, có thời điểm tới gần 100.000 đồng một kg. Cao có giá, thương lái lùng sục đến mua thì người dân bán, chỉ nghe xuất bán sang Trung Quốc nhưng không biết mua để làm gì. Tuy vậy, việc cao có giá lại trở thành miếng mồi ngon của các đối tượng trộm cắp. Người trồng cao đang phải tìm mọi cách để bảo vệ tài sản của mình. Và sau đây là ghi nhận tại Đắk Lắk. Quấn dây thép gai, dùng đủ mọi loại lưới, từ lưới thường đến lưới B40 mắt nhỏ. Lắp đặt camera hay rào kín cổng và khuôn viên nhà. Cẩn thận là thế, nhưng chừng ấy biện pháp vẫn chẳng thể nào ngăn được những kẻ trộm cao, nhiều chiêu trò đang hoạt động ở khu vực thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk những ngày qua. Gia đình anh Nguyễn Văn Lành là một trong số những hộ dân đầu tiên trong khu vực bị trộm cao trong mùa này. Sau đó, liên tiếp nhiều hộ dân xung quanh cũng bị mất cao theo khi đang đến mùa thu hoạch. Anh em mắc đồ đầu tiên, xong rồi nhà thằng cháu mắc, xong rồi nó me liên tục. Em thường mắc câu thường ba lai khoảng từ 5 tới 7 bữa, có khi để thăm mắc một lần. Thường mắc cây câu này hoặc là cây câu này. Anh Lành cho biết, năm nay câu được thương lái thu mua với giá cao, có thời điểm nhà anh bán ra với giá lên đến gần 100.000 đồng một kg. Sau khi bị mất trộm những buồng cao đầu tiên, gia đình anh phải dùng nhiều biện pháp để bảo vệ cây, nhất là loại cao làm giống. Em thì có mua rào sắt, rào sắt ở quấn thân cây, không thì bật đèn, bật đèn sáng liên tục. Bên ngoài này thì nghĩ là nếu mà quấn sắt vào thì thân kẽm cao hơn mà nó cao hiện giờ nhà em mà giống cao luôn á, hơi khó. Nghĩ em sẽ lắp camera. Cũng chung tình cảnh như nhà anh Lành, gia đình chị Nguyễn Thị Bích Huyền cũng phải dùng lưới sắt để bảo vệ những buồng cau ở khu vực gần nhà.
với khu vực xa nhà như vườn dẫy, gia đình chị Huyền đành phải mua kẽm gai để bọc những buồng cầu lại. Bây giờ thì hiện tại bây giờ thì nhà chị cũng đã lấy kẽm gai, cũng đã bọc mấy cái buồng cầu tiếp theo rồi. Nhưng mà cũng dự tính bọc lưới, nhưng mà cái chi phí của bọc lưới thì nó sẽ cao. Cho nên nhà chị cũng đang có dự tính thôi chứ chưa làm được cái đó. Mà hiện tại thì nhà chị cũng đã lấy kẽm gai á, bọc quanh cái buồng cầu với cái cây cao lại rồi. Dù đã dùng mọi biện pháp có thể, nhưng nhiều hộ gia đình ở thị trấn Quảng Phú vẫn không thể ngăn được trộm cau hớt tay trên công sức chăm bẵm nhiều năm trời của mình. Nhiều nhà còn biết rõ thời điểm kẻ gian thường hoạt động, nhưng chẳng thể làm gì được vì kẻ trộm quá tinh vi. Thì như của nhà chị ở dưới rẫy thì chỉ có hái ban ngày thôi, chứ còn ban đêm thì cũng khó. Còn ở đây thì họ toàn bộ hái ban đêm, ở nhà gần chị, hai nhà gần chị đây là toàn hái ban đêm. Có một đợt thì chị nghe anh ở trong số là ông nói 4 giờ sáng là thấy chiếc xe ô tô đậu, nhưng mà không nghĩ là hái cau, nghĩ là làm cái gì thôi, nhưng mà hôm hai sau nó là sáng này là thấy mắc cái máy đường cau, là nghĩ là chiếc ô tô đó đã đậu để hái cau. Cuối tháng 10 vừa qua, công an phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cũng đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng trộm cau của người dân trên địa bàn. Thưa quý vị, ăn thịt cóc hay trứng cóc nếu không biết cách chế biến sẽ rất dễ bị ngộ độc. Tại thành phố Cần Thơ, mới đây đã xảy ra một vụ việc đáng tiếc như vậy. Một nam bệnh nhân nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long với các biểu hiện ngộ độc như là buồn nôn, đau đầu và đau ngực sau khi ăn trứng cóc nấu cháo. Thông tin từ người nhà bệnh nhân, trước đó nạn nhân 30 tuổi ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng đã lấy trứng cóc để nấu cháo ăn. Sau khi ăn khoảng 1 giờ thì anh có cảm giác đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đau ngực trái, đánh trống ngực, đau bụng, sau đó nôn ói. Lúc thấy anh nôn ói nhiều, gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện, nạn nhân được ghi nhận là đau bụng, buồn nôn nhiều, ly bì, chân tay lạnh, rối loạn nhịp tim. Ekip bác sĩ tiến hành cấp cứu và làm các xét nghiệm, người bệnh được chẩn đoán bị ngộ độc do ăn trứng cóc, tổn thương đa cơ quan. Đây là trường hợp ngộ độc nặng, nếu không xử lý kịp có thể dẫn đến tử vong. Ekip cấp cứu đã nhanh chóng xử lý rửa dạ dày, cân bằng nước điện giải, kiểm soát nhịp tim, dùng các loại thuốc điều trị biến chứng mạch, gan, thận. Sau 2 ngày điều trị, người bệnh dần ổn định nhịp tim, huyết động ổn định, chức năng gan, thận có cải thiện, kali máu về bình thường. Tuy thịt cóc chứa nhiều chất dinh dưỡng, nhưng nhiều bộ phận khác của cóc lại chứa độc tố, trong đó có độc tố nguy hiểm gây chết người là tetrodotoxin. Độc tố này có trong da, gan, trứng, mủ, mắt và hạch thần kinh của cóc cũng chứa các chất cực độc, dễ gây chết người, kể cả khi chế biến ở nhiệt độ cao. Độc tố này cũng khó phân hủy. Thưa quý vị, dịch COVID-19 đang bùng phát trở lại ở nhiều địa phương, nhất là các tỉnh thành ở Nam Bộ. Còn tại miền Bắc, thủ đô Hà Nội đang trở thành điểm nóng khi liên tiếp ghi nhận hàng trăm ca nhiễm mỗi ngày. Ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội đã có thông báo về việc tạm thời phong tỏa trụ sở Ủy ban Nhân dân phường và một số khu vực khác để phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, phường Yên Nghĩa ghi nhận 8 ca nghi ngờ dương tính SARS-CoV-2, trong đó 7 trường hợp sống tại phường Yên Nghĩa và 1 trường hợp sống tại phường Hà Cầu là cán bộ làm việc tại phường Yên Nghĩa. Theo nhận định, đây là các trường hợp nghi ngờ dương tính SARS-CoV-2 có nguy cơ rất cao lây nhiễm ra cộng đồng. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, UBND phường Yên Nghĩa thông báo tạm thời phong tỏa trụ sở UBND phường Yên Nghĩa để truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và khoanh vùng dịch. Sau nhiều ngày liên tiếp ghi nhận ca mắc COVID-19, hôm nay Hà Nội nâng cấp độ phòng chống dịch phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm lên cấp độ 4, nguy cơ rất cao, màu đỏ. Hiện thành phố vẫn ở cấp độ 2 trong phòng chống dịch. Có 4 xã phường ở cấp độ 3, màu cam, nguy cơ cao và có duy nhất phường Phú Đô ở cấp độ 4, màu đỏ, nguy cơ rất cao. Bên cạnh nhiều ổ dịch mới, tình trạng bệnh nhân COVID-19 trở nặng, nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, đặt nội khí quản cũng đang gia tăng ở miền Bắc. Theo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, khoảng một tuần trở lại đây, số F0 nặng có xu hướng tăng nhanh, trung bình mỗi ngày từ 5 đến 6 ca nhập viện. Bệnh nhân được y tế tuyến tỉnh chuyển tới, nhiều nhất tại Hưng Yên, Phú Thọ, Nam Định, Hà Nam, Hà Nội.
họ đều trong tình trạng suy hô hấp, một số phải can thiệp đặt ống nội khí quản, thở máy ngay khi vào viện. Hầu hết là người chưa tiêm vaccine. Thưa quý vị, sau các tỉnh miền Nam, thì các tỉnh miền Bắc cũng đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 cho đến 18 tuổi. Đây là yếu tố rất quan trọng để đảm bảo học sinh được đến trường an toàn, ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang. Trường Trung học Phổ thông Ngô Sĩ Liên tại thành phố Bắc Giang là một trong hai trường đầu tiên của tỉnh Bắc Giang được lựa chọn triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 535 học sinh lớp 12. Do triển khai đầu tiên nên các em không tránh khỏi tâm trạng lo lắng. Tuy nhiên, với việc tuyên truyền, hướng dẫn và tư vấn của lực lượng y tế, các em học sinh đã tự tin và phấn khởi khi được tiêm. Chúng em được tiêm sớm như này, cảm thấy rất là an tâm hơn trong tình hình dịch bệnh nó phức tạp, càng ngày càng trở nên phức tạp ạ. Thì em thấy rất là vui và đặc biệt là thấy an tâm hơn trong cái thi đại học sắp tới. Được tiêm vaccine này cho em động lực rất lớn và sự an toàn trong quá trình học tập ạ. Trước khi tiêm, học sinh phải có bản cam kết tự nguyện tiêm, có ký xác nhận đồng ý của phụ huynh. Các em học sinh và phụ huynh rất là phấn khởi và mong muốn, và qua cái việc này thì các phụ huynh và học sinh yên tâm trong cái việc mà các em đến trường để học trực tiếp và chuẩn bị cho ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Còn tại trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Giang có 343 học sinh lớp 12 được tiêm. Tại các điểm tiêm đều được bố trí đầy đủ nhân lực, vật tư y tế, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn tiêm chủng và có đội cấp cứu lưu động để chủ động ứng phó với các trường hợp phản ứng sau tiêm. Chúng tôi cũng có một cái phương án là tất cả những cháu mà có một cái phản ứng nhẹ thôi, chúng tôi cũng sẽ tách riêng để tránh cái tình trạng cái phản ứng dây chuyền xảy ra. Quy trình chung giống như ở người lớn đó là luôn luôn là phải thực hiện đúng theo cái nguyên tắc một chiều và vẫn phải luôn luôn đảm bảo cái thực hiện 5K trong suốt buổi tiêm. Tỉnh Bắc Giang vừa được tiếp nhận thêm 46,8 nghìn liều vaccine Pfizer. Theo kế hoạch, trong những ngày tới, Sở Y tế tỉnh này sẽ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai tiêm cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 trên địa bàn toàn tỉnh. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, những ngày qua, mưa lớn kéo dài đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại Ấn Độ và Sri Lanka, làm ít nhất 41 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất nhà cửa. Cục khí tượng Ấn Độ dự báo mưa vừa đến mưa to diễn ra ở hầu hết các tỉnh phía nam của nước này. Nhiều khu vực của thành phố Chennai, thủ phủ bang Tamil Nadu, trung tâm sản xuất ô tô của Ấn Độ bị ngập trong nước và chính quyền các địa phương đã cho sử dụng máy bơm để thoát nước cho một số cộng đồng bị mắc kẹt khi nước ngập tới gần 1 mét. Đến sáng nay, nhiều trường học ở bang này vẫn đóng cửa, trong khi một số dịch vụ xe lửa bị đình chỉ hoạt động. Trong khi đó, lũ lụt đã khiến 25 người tại đảo quốc Sri Lanka bị thiệt mạng. Hàng nghìn người ở các khu vực trũng thấp đã được sơ tán đến nơi an toàn. Gió mùa đông bắc thường diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12 ở Ấn Độ, mang theo mưa lớn, đặc biệt là ở khu vực phía nam của nước này. Thưa quý vị, hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26 tại Glasgow của Anh đã phải kéo dài thêm một ngày, thay vì kết thúc vào hôm qua theo dự kiến. Mục đích là để các nhà đàm phán đến từ 197 quốc gia có thêm thời gian đi tới một thỏa thuận. Trước đó, thì bản dự thảo tuyên bố chung được công bố vào sáng qua theo giờ địa phương đã công nhận được sự đồng thuận của các bên. Theo bản dự thảo mới được công bố, các nước cần đẩy nhanh loại bỏ điện than và bỏ trợ cấp không hiệu quả cho nhiên liệu hóa thạch. Dự thảo trước đó không bao gồm từ không hiệu quả. Đây cũng là lần hiếm hoi mà các loại nhiên liệu hóa thạch được nhắc đến trong tuyên bố chung. Tuy nhiên, hiện một số nước phát thải khí CO2 lớn vẫn phản đối việc đưa ra cam kết rõ ràng về chấm dứt phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Về hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển, trong khi dự thảo cũ chỉ nhấn mạnh sự cần thiết, thì dự thảo mới ghi nhận sự tiếc nuối rằng mục tiêu huy động 100 tỷ đô la Mỹ mỗi năm vào năm 2020 vẫn chưa được đáp ứng. Trong tuyên bố mới nhất, Thủ tướng Anh kêu gọi lãnh đạo các nước thể hiện niềm tin và can đảm bằng cách chấp thuận duy trì mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp. Thưa quý vị, theo Bộ Nông nghiệp và các vấn đề nông thôn Trung Quốc, tổng sản lượng ngũ cốc của nước này trong năm nay có thể đánh dấu mức tăng cao liên tiếp trong vòng 7 năm, đạt mức kỷ lục mới,
bất chấp ảnh hưởng của các đợt mưa lũ nghiêm trọng thời gian vừa qua. Cục Dự trữ Thực phẩm và Chiến lược Quốc gia Trung Quốc cũng vừa khẳng định tổng lượng dự trữ lương thực của Trung Quốc hiện đã đủ, trong đó lúa mì và gạo, hai nguồn ngũ cốc chính, tiếp tục tăng lên. Theo thống kê mới nhất, chỉ số giá tiêu dùng của Trung Quốc đã tăng 1,5% trong tháng 10 và tăng 0,7% so với tháng 9. Trong đó, giá rau đã tăng 16,6% do ảnh hưởng của thời tiết và dịch COVID-19. Ngay cả giá lợn hơi, vốn đã giảm mạnh trong tháng 10 cũng đã có sự ghi nhận tăng nhẹ. Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, giá thịt lợn bán sỉ là 24,2 nhân dân tệ trên 1 kg, tương đương khoảng 85.000 đồng 1 kg. Mức giá này cao hơn so với 23 nhân dân tệ 1 kg một ngày trước đó. Giới chức nông nghiệp Trung Quốc cho biết, mặc dù các đợt mưa lớn đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng trong tháng 9 và tháng 10, nhưng về cơ bản, sản lượng ngũ cốc của nước này vẫn duy trì đà tăng. Tổng sản lượng ngũ cốc mà nông dân Trung Quốc thu hoạch được vẫn có thể chạm mốc kỷ lục mới hơn 650 triệu tấn, đánh dấu mức tăng năm thứ bảy liên tiếp. Theo Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, đợt mưa lũ nghiêm trọng những ngày đầu tháng 10 tại các tỉnh miền Trung nước này đã tàn phá hơn 200.000 ha đất trồng rau và 367.000 ha đất trồng ngũ cốc. Tuy nhiên, những thiệt hại này không vượt quá đánh giá của ngành nông nghiệp. Sản lượng ngũ cốc nói chung tăng nhờ triển vọng của các đợt thu hoạch vụ hè. Bộ Thương mại Trung Quốc đã yêu cầu chính quyền các địa phương thực hiện nhiều biện pháp khẩn cấp để bình ổn thị trường, đặc biệt là giá rau trong bối cảnh mùa đông và Tết Nguyên đán đang đến gần. Sản xuất sẽ tập trung vào phục hồi các loại rau có thời gian sinh trưởng nhanh, cân bằng giữa sản xuất và vận chuyển tại những thành phố bị ảnh hưởng của dịch bệnh. Sau khi ghi nhận các dịch ổ cúm gia cầm đầu tiên trong mùa đông năm nay, Nhật Bản đã nâng cao cảnh báo cúm gia cầm trên toàn quốc lên mức cao nhất. Hai ổ dịch cúm gia cầm độc lực cao mới bùng phát tại Nhật Bản được ghi nhận tại thành phố Yokote, tỉnh Akita và thành phố Izumi, tỉnh Kagoshima. Trong đó, nhà chức trách đã phát hiện ra chủng cúm độc lực cao và rất nguy hiểm là H5N8. Liên quan đến đợt bùng phát này, 143.000 con gà mái tại tỉnh Akita đã phải tiêu hủy. Bộ Môi trường Nhật Bản đã cho thiết lập các vùng dịch trong phạm vi bán kính 10 km quanh hai ổ dịch này. Mùa đông năm ngoái, Nhật Bản đã chứng kiến đợt bùng phát dịch cúm gia cầm nghiêm trọng nhất khi có tới 1/4 các tỉnh của nước này ghi nhận có ca nhiễm và hơn 3 triệu con gà phải tiêu hủy. Ngành công nghiệp trà truyền thống của Nhật Bản đang đứng trước nhiều thách thức do tình trạng già hóa dân số cũng như sự thay đổi trong xu hướng tiêu dùng. Thực tế này đã buộc các đồn điền trà lâu đời phải chuyển đổi sản xuất từ trồng trà sang sản xuất trà tươi sang kinh doanh bột trà matcha. Trong bối cảnh loại nước uống này ngày càng được ưa chuộng không chỉ tại Nhật Bản mà còn trên toàn thế giới. Đây là những đồn điền trồng trà ở tỉnh Shizuoka, nơi được mệnh danh là thủ phủ trà của Nhật Bản. Khu vực này chiếm tới hơn 40% sản lượng trà toàn quốc. Ông Yoshio đã gắn bó với những vườn trà xanh đã 5 thập kỷ. Ông cho biết, hiện nay diện tích trồng trà ở địa phương đang bị thu hẹp do không có đủ nhân công khi người lao động ngày càng già hóa. Chính vì vậy, rất nhiều nông dân như ông đã chuyển đổi hình thức từ sản xuất trà sencha, loại trà được sao khô để pha làm thức uống truyền thống của Nhật Bản, sang trồng búp trà để sản xuất bột trà matcha. Những lá trà sencha truyền thống đòi hỏi thời gian chăm sóc, chế biến lâu hơn, trong khi để sản xuất matcha thì không liên quan đến quá nhiều công đoạn. Lý do khác nữa là trà matcha bán được giá cao hơn trà truyền thống. Giá của búp trà non sản xuất bột matcha gấp đôi so với trà sencha. Nhu cầu trà matcha đang tăng nhanh chóng, đặc biệt tại châu Á và cả Mỹ. Bột trà matcha được sử dụng để chế biến đồ uống, rồi dùng để tăng thêm hương vị cho nhiều món ăn, từ tráng miệng đến kem tươi. Doanh nghiệp của ông Suzuki hiện xuất bán 30 tấn trà xanh ra thị trường thế giới. Trong khi tiêu thụ trà xanh nội địa tại Nhật Bản đã giảm từ mức 1,2 kg trên một hộ gia đình xuống chỉ còn hơn 8 lạng, thì lượng bột trà matcha xuất bán ra thị trường quốc tế lại đạt tới 5.000 tấn trong năm ngoái, tăng gấp 10 lần so với cách đây 2 thập kỷ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần điểm tin của Nông nghiệp 24 giờ ngày hôm nay. Và để khép lại chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16.
Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay, ngày 13 tháng 11, ở khu vực Thừa Thiên Huế cho đến Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30 cho đến 70mm, có nơi trên 100mm. Riêng khu vực Quảng Ngãi, Bình Định có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 12 tháng 11 đến 8 giờ ngày 13 tháng 11 tại Ba Liên, Quảng Ngãi là 323,8mm, Ba Cung, Quảng Ngãi là 252,0mm, Ba Tơ, Quảng Ngãi là 240,8mm, Ân Nghĩa, Bình Định là 202mm, An Hòa, Bình Định là 181,4mm. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên từ nay ngày 13 tháng 11 cho đến ngày 15 tháng 11 ở khu vực Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa dự báo tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định phổ biến trong khoảng từ 200 cho đến là 300mm, có nơi trên 400mm. Còn tại Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa phổ biến là trong khoảng từ 100 cho đến là 150mm, có nơi trên 200mm. Ngoài ra, từ nay ngày 13 tháng 11 cho đến ngày 15 tháng 11, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến là từ 20 cho đến là 50mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 70mm trong vòng 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp và ven sông. Thưa quý vị, mưa lớn gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp tại các địa phương, đặc biệt là trong lĩnh vực trồng trọt. Và sau mưa lũ thì bà con cần có những biện pháp khắc phục như sau. Thứ nhất là khẩn trương tiêu kiệt nước mặt ruộng. Sau khi nước rút tiến hành vệ sinh đồng ruộng, này, phun phân bón lá, các chế phẩm sinh học tiến hành chấm, dặm, đảm bảo mật độ gieo trồng. Bên cạnh đó thì khi đất khô ráo thì thực hiện xới sáo, phá váng, vun gốc kịp thời để tạo độ thoáng cho đất tránh bị nghẹt, dễ và kết hợp với bón bổ sung phân lân để dễ tiêu. Còn đối với cây con trong vườn ươm thì cần thực hiện các biện pháp như là chăm sóc kết hợp bổ sung, bùn loãng, tưới lên mặt bầu, cùng với đó là sử dụng các cái chế phẩm sinh học, phân bón qua lá để cây con sinh trưởng tốt. Còn đối với cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm thì cần tập trung thu hoạch nhanh, gọn. Còn đối với hoa quả đã đủ tuổi thu hoạch thì cần tiến hành cắt tỉa, tán, dọn vệ sinh và chống đảm bảo vững chắc. Thông thoáng cho vườn, cây công nghiệp, cây ăn quả để có thể đề phòng bão lớn, lũ cũng như là ngập úng. Bên cạnh đó thì cần khẩn trương đào rãnh ở mặt luống để thoát nước, xới sáo, phá váng để dễ cây được thông thoáng hơn. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Kính mời bà con cùng theo dõi.